Chào các em học sinh thân yêu, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu bài tập đọc Lòng Dân phần 2 nhé. Mục tiêu của bài là đọc đúng ngữ điệu, các câu kể, câu hỏi, câu cảm, câu khiến, biết đọc ngắt giọng, thay đổi giọng đọc phù hợp tính cách nhân vật và tình huống trong đoạn kịch, hiểu nội dung, ý nghĩa, văn bản kịch, ca ngợi dì Năm dũng cảm, mưu trí lừa giặc, cứu cán bộ cách mạng, trả lời được câu hỏi 1, 2, 3 trong sách giáo khoa. Nào, chúng mình cùng mở trang 29 sách tiếng Việt lớp 5 tập 1 và đọc bài Lòng Dân tiếp theo. Em hãy quan sát tranh minh họa những nhân vật trong phần tiếp theo của vở kịch nào. Thằng nhỏ, lại đây. Ông đó, phải tí mày không? Nói dối. Tao bắn. Dạ, không phải tía. Giỏi. Vậy là ai nào? Dạ, cháu kêu bằng ba, chứ không phải tía. Thằng ranh. Giấy tờ đâu? Đưa coi. Để tôi đi lấy. Để chị này đi lấy, mở trói tạm cho chị. Ba nó để chỗ nào? Thì coi đâu đó. Trời ơi, con ruồi bay qua là tao biết ngay con cái hay con đực mà. Qua mặt tao không nổi đâu. Có không, má thằng An? Chưa thấy. Thôi, trói lại dẫn đi. Đây rồi nè, mấy cậu coi. Làng này, ai không biết, Lâm Văn Nên, 31 tuổi, con dừa. Nè, đọc coi. Anh tên Lâm Văn Nên, 31 tuổi, con ông. Thôi, thôi được rồi. Nhà có gà vịt gì không, chị hai? Cho một con nhậu chơi hả? Theo Nguyễn Văn Xe. Tiếp theo, ở phần luyện đọc từ, các em hãy chú ý phát âm đúng vần và dấu thanh trong mỗi từ sau nhé. Toan, miễn, cưỡng, ngượng, ngập. Hướng dẫn đọc phần tiếp theo của vở kịch. Khi đọc giọng các nhân vật, các em cần chú ý phân biệt giọng cai và lính thì khi dịu giọng để mua chuộc, dụ dỗ, lúc hóng hách để dọa dẫm, lúc ngọt ngào để xin ăn. Giọng An thì thật thà, hồn nhiên. Giọng dì Năm và chú cán bộ thì tự nhiên, bình tĩnh. Các em nhớ chú ý nhấn giọng và những từ thể hiện thái độ nhé. Lấy viết chì gạch dưới các từ in đậm cần nhấn giọng khi đọc. Cô lấy ví dụ. Thằng nhỏ, lại đây. Ông đó, phải tí mày không? Nói dối, tao bắn. Dạ, không phải tía. Giỏi. Vậy là ai nào? Dạ, cháu kêu bằng ba, chứ không phải tía. Thằng ranh. Giấy tờ đâu? Được coi. Các em hãy đọc toàn bộ văn bản rồi trả lời câu hỏi sau. Văn bản được chia làm mấy đoạn? Văn bản có thể được chia làm 3 đoạn. Đoạn 1. Từ đầu đến lời chú cán bộ, để tôi đi lấy. Đoạn 2, từ lời cai, để chị này đi lấy. Đến
Lời gì năm? Chưa thấy. Đoạn 3, phần còn lại. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với những từ khó cần giải nghĩa các em nhé. Tía, tiếng Nam Bộ có nghĩa là cha. Chỉ, tiếng Nam Bộ có nghĩa là chị ấy. Nè, tiếng Nam Bộ có nghĩa là này. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với phần tìm hiểu bài. Câu số 1. An đã làm cho bọn giặc mừng hụt như thế nào? Khi bọn giặc hỏi An, ông đó phải tía mày không? An trả lời không phải tía, làm chúng hí hửng, tưởng An đã sợ nên khai thật. Không ngờ An thông minh, làm chú tẻn tò. Cháu kêu bằng ba, chứ không phải tía. Câu số 2. Những chi tiết nào cho thấy dì Năm ứng xử rất thông minh? Dì vờ hỏi chú cán bộ để giấy tờ chỗ nào, rồi nói tên, tuổi của chồng, tên bố chồng để chú cán bộ biết mà nói theo. Câu hỏi số 3. Vì sao vở kịch được đặt tên là Lòng Dân? Vì vở kịch thể hiện tấm lòng của người dân với cách mạng, người dân tin yêu cách mạng, sẵn sàng xả thân bảo vệ cán bộ cách mạng. Lòng dân là chỗ dựa vững chắc nhất của cách mạng. Tiếp theo, các em hãy luyện đọc diễn cảm bài tập đọc Lòng Dân. Đọc bài theo vai. Khi đọc, các em chú ý giọng điệu của nhân vật như cô đã hướng dẫn ở trên nhé. Cô chúc các em thành công. Sau khi học xong bài tập đọc Lòng Dân, phần tiếp theo của tác giả Nguyễn Văn Xe, các em hãy nêu nội dung chính của bài nào. Nội dung chính của bài là ca ngợi mẹ con dì Năm dũng cảm, mưu trí để lừa giặc và tấm lòng son sắt của người dân Nam Bộ đối với cách mạng. Về nhà, các em đọc lại toàn bộ đoạn kịch và chuẩn bị bài Những con sếu bằng giấy. Tiết học đến đây là kết thúc. Cô thân ái chào các em, chúc các em học tốt và nhiều sức khỏe.